Cân chưa? Sáng nay cân chưa? Cân này. Bao nhiêu? 25 cân nhưng mà cho thêm chắc khoảng 23 cân rồi. Gọi là đúng không? Đưa đây. Anh cúm quá. Cắt đàng hoàng cơ à? Chỗ này có phần nào của anh già không? Có. Anh già bao nhiêu cân? Đi lấy cùng nhau. Đây là chuyến thứ hai rồi. Tức nghĩa là sẽ có còn những cái chuyến khác nữa, nhưng mà bây giờ mưa thế này thì không biết là liệu là có dễ phơi hay không. Đấy. Cái này không biết là đóng vào thùng xốp hay đóng như nào đây, để cho dễ gửi nhỉ, hay cho vào bao tải cũng được. Bao tải xong là anh lại đóng vào, ném vào thùng xốp gửi cho bác. Hiện tại thì chuồng trại các thứ đã xong rồi, làm cái bếp đun chưa? Làm cái hôm cả xong rồi. Làm ở chỗ nào? Làm ngay cái cổng. Cổng vào đấy. Xa thế. Xây à hay là đào đất? Xây. Lấy cái gì xây? Cái gạch, gạch mà nó mới. Cổng chào đến xây mà nó ảnh hưởng đến cái mái nhà nhé, cẩn thận nhé. Em là sao? Cái nước. Đằng sau gần cột điện à? Hả? Có phải gần cột điện không? Xin chào tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tạm Giống Mạch. Hôm nay thì Xính có một chút việc đồng hành với cháu Hiệp lên nhà cũ mua để mà xem tình hình thế nào. Ngoài ra thì bản thân cháu Xính cũng đang có cái đơn hàng thứ hai. Phải nói là lần thứ hai gửi đơn hàng cho bác Bình. Tiền thì anh em mình đã nhận rồi. Hôm trước thì cháu Hiệp đã đưa cho Xính là 1.6 triệu, còn 900. 900 thì đã đưa 300 mua gà hôm nọ rồi. Rồi còn 600 nữa thì là hoàn tất đơn hàng đầu tiên. Phải nói là cái hợp đồng hàng đầu tiên. Tuy nhiên thì hôm nay trời mưa ở nhà nữa thì cũng em Xính cũng làm xong hàng hết rồi, mang ra đây rồi. Thì cũng mong muốn tất cả những bác có nhu cầu mua cái sản phẩm là về vỏ cây gòn gai, vỏ cây gạo làm thuốc thì liên hệ trực tiếp cho cháu Hiệp. Cháu Hiệp sẽ bán đơn để Xính làm kiếm thêm thu nhập. Đấy là cái nguồn thu nhập thụ động. Đấy. Thì nếu mà có khoảng 10 người mua thì em có lấy được không? Có. Chỉ sợ không có người mua thôi đúng không? Có người mua là mình lấy được, bởi vì là ở bên dưới suối rất là nhiều cái cây gạo mà bỏ không, thì mình có thể mình chặt bỏ đi mình lấy, củi thì mình để đun. Đấy, vỏ thì mình để bán. Thì một lần nữa là đơn hàng của bác Bình sau video này lên sóng thì bác Bình sẽ nhận được. Thì đây là những cái công việc thụ động để cho các em có cái quỹ sinh hoạt. Hiện tại thì chuồng trại đã xong rồi. Đấy. Khả năng là ngày mai anh em mình sẽ bắt đầu đi mua lợn và tính toán các cái phương án khác. Đấy. Rất là cảm ơn các cô các bác đã hỗ trợ cho hai vợ chồng Xính Ngọc. Thì tất cả những cái sự so sánh đều là khập khiễng và không đúng với tất cả các hoàn cảnh. Do vậy mọi người đừng có so sánh những cái sự giúp đỡ của Xính Ngọc thì là những cái tình cảm, là những cái sự món quà, những cái duyên đến với riêng các em. Do vậy mà các em được hưởng. Thì chúng nữa sẽ cùng nhau trao đổi và đóng lại cái đơn hàng này. Sau đó là anh sẽ trao tiền toàn bộ đủ cho Xính. Thì đây cháu Hiệp là kết nối từ bác Bình để hỗ trợ các em có việc làm thôi, có thu nhập thôi. Chứ bản thân cháu Hiệp cũng không xin các em 1.000 nào cả. Đấy, thậm chí còn là cho các em những cái đồ mà nhà cháu Hiệp đang bán. Đó, uống nước đi. Lợn thì thế nào? Hai vợ chồng ở nhà tâm sự như thế nào? Anh còn chưa biết là hai vợ chồng định hướng thế nào, làm như thế nào, anh còn không biết. Thì anh cũng phải chia sẻ thì anh mới biết được là hai vợ chồng em dự tính như thế nào. Đấy.
Bạn để bao tải lại. Chị nữa. Như nào? Sẽ như hai con trước để mà hôm nào là trụ nhật thì mới bắt đầu đi nuôi con. Ừ. Nó gọi là mua cả bốn con. Một nhà về nữa thì cũng không biết là nó ăn thế nào. Chỉ mua hai con thì đến chợ thì bắt đầu đi mua hai con tiếp. Mà gọi như thế. Tức nghĩa là trước mắt là mình mua hai con. Nhưng mà nếu mà nhà nào có bốn con thì mình mua được, không thì mình sẽ mua hai nhà gộp lại. Thì tiền đây đã đủ chào bùa. Đấy. Còn cái tiền hôm qua mua chảo ấy thì là trích trong quỹ đi nhá. Chứ không phải là anh có hay anh cho hay là tiền mua cây đâu. Đấy, có thể bây giờ 600 này thì nếu mà không muốn trích quỹ thì 600.000 này mình lại cho vào quỹ thì cũng như nhau hết, đều là tiền của các em hết thôi. Sẽ là 4 con lợn. Mình xác định mua là mua con trên 1 triệu nhé, chứ không mua con dưới 1 triệu đâu, nó sẽ to hơn. Đấy. Ngô thì thế nào? Hai vợ chồng có định làm nấu rượu không? Có. Biết nấu rượu không? Biết. Thật à? Vâng. Hôm nay anh già nấu rồi. Ngọc có biết nấu không? Có mà. Biết thì tốt. Những cái gì anh nói như thế em suy nghĩ thế nào? Những cái cách anh định hướng cho làm ấy, một là trồng rau lang này, hai là trồng cỏ này để nuôi dê, rau lang để cho lợn, cỏ để cho bò, cho dê. Ngô các bác cho thì mình sẽ mua về để nấu rượu, lấy bã cho lợn, rượu bán. Nói như thế với Ngọc không? Nói. Làm được không? Được. Bây giờ em đã xịt thuốc vào cái cỏ hết rồi. Nó vàng hết thì mình đốt đi thì cày. Tức nghĩa là phun thuốc trừ cỏ đúng không? Đúng rồi. Tốt. Đấy là định hướng thôi. Hôm nay thì trời mưa đâm ra là em nó cũng chở đồ ra. Thì sáng nay ai hộ bê lên xe cái bao tải này? Anh già với nhỏ với em rất là nặng. Vậy mày phải cho lên đến đường bê tông mày mới đèo được á? Đúng rồi. Đường kia chân. Thôi bây giờ là tiếp tục về là tiếp tục khai thác nhé. Nhưng mà đừng phá rừng nhé. Thì tiền đủ nhá, 2,5 triệu, không thiếu 1.000 nào. Đấy. Hàng đã xong, bây giờ là hỗ trợ để anh kiểm tra đã, bởi vì trách nhiệm của anh vẫn phải hoàn tất cho. Thì phương án vẫn là gì, các em vẫn sẽ là nuôi lợn từng đấy con. Các bác giúp tư vấn nhé, video này lên sóng thì khả năng vẫn kịp. Thì các bác thử định hướng xem. Bây giờ chuồng trại là có 2 chuồng để nuôi lợn, 1 ngăn để cắt cỏ, chứa cỏ, 1 ngăn để nuôi bò. Thì số tiền quỹ mua gạo thì trích 2.250.000 để lắp cái tủ rồi nhé. Thế là còn 18 triệu mấy ấy. Đấy, 18 triệu mấy là cái tiền quỹ mua gạo. Còn tiền của cô An thì làm chuồng trại hết rồi. Còn của cô Ca Thi Lương thì quỹ đấy mua lợn và mua ngô. Do vậy là trong 18 triệu đấy, nếu hai vợ chồng đồng ý thì mình sẽ rút khoảng 10 triệu mình mua một con bò nhỏ. 10 triệu bây giờ cũng không nhỏ đâu, to phết đấy, để nuôi. Còn 8 triệu thì sẽ là cứ mua gạo để các em ăn từ nay cho đến giữa tháng, giữa năm sau. Bởi vì là đến giữa năm sau thì với số tài sản bây giờ các em đang làm thì chắc chắn là nó sẽ phải sinh lời rồi. Chứ không thể là dậm chân tại chỗ được. Suy nghĩ thế nào? Thế cũng được á. Phải quyết định nhé, không là mang tính chủ quan là anh Hiệp suốt ngày bắt em làm theo ý anh. Không phải đâu. Tao chỉ tư vấn cho mày làm sao là anh thấy nó ngon, anh thấy nó nên làm, anh thấy nó hợp lý thì anh đưa ra ý kiến. Còn hai vợ chồng cứ trao đổi với nhau xem là vợ ơi, anh Hiệp nói thế này, em thấy thế, có làm được không? Được thì bảo anh ơi, ok, thì mình làm. Còn không thì anh sẽ lại định hướng những cái gì phù hợp nhất với bọn em. Đó. Không thôi. Ở nhà thì ngồi không thôi. Và... bây giờ thì sau mấy tháng rồi, sức khỏe, tình hình cái lưng thế nào? Sức khỏe thì vẫn, cái lưng của em thì vẫn không ổn anh ạ. Bởi vì mình đi xe mà vẫn biết đau anh ạ. Và mình đi xe nhanh nó cũng đau, đi từ từ thôi. Và từ đây
từ bản nhà em về đến đây em phải rượt 3-4 lần mới đến đây. Đau thì không chịu được thì mình rượt một lúc thì nó lại ổn thì mình bắt đầu đi tiếp. Và thì bây giờ tí em gỡ hàng xong thì em lại đi chụp kiếm. Chụp kiếm á? Chụp kiếm. Là như lần trước ạ? Đúng rồi, bởi vì đau thì không chịu được thì đi. Tao bảo rồi mày, đau như thế thì cho Ngọc trở ra cũng được. Bởi vì Ngọc là một cô gái thì cũng Ngọc cũng không dám chạy vào Ngọc mà thôi em cứ chạy đi đi em ở nhà thôi Ngọc. Có gì đâu, Ngọc biết nhà anh rồi mà nhỉ? Ngọc chưa biết anh ạ. Chưa biết à? Có tủa xuống mới biết thôi. Vậy. Nên là chốc nữa lại đi chăm cứu anh. Đúng rồi anh ạ. Ừ. Thế con đi khám không? Có muốn đi khám Hà Nội không? Có đấy. Có nhưng mà em cũng có thẻ y tế thì rất là khó anh ạ. Không có thẻ á? Vâng. Thế ra xã xin thôi. Xin thì cũng không được. Bây giờ nó kết hợp vào thẻ y tế, em đi làm rồi nó bảo là không có mã số thẻ ấy thì không làm được. Vâng, em đi làm lần này là lần thứ hai rồi. Bây giờ ra y tế xã mà cấp lại, thế là mất rồi hay như nào? Không, là mất. Lúc trước mà cái ông chủ mà nó làm ấy. Làm thuê cho, em làm thuê cho họ đấy, họ giữ rồi. Không phải giữ, nó thu đi là lại mới ấy. Vâng thì không thấy về rồi, nó bảo là không làm được, bảo thế thôi. Bây giờ ra xã bên y tế nó bảo là cho cháu xin cấp lại thẻ bảo hiểm để cháu đi khám. Thế nên nếu mà cái lưng đau như thế thì chắc là cái vô duyên thôi, nhưng mà cái sinh hoạt vợ chồng chắc cũng không ấy đâu nhỉ. Đúng rồi. Cái gì thuận lợi mà, thì là yếu mà, nó đau lưng như thế thì. Thật ra thì anh em mình cũng đã nói đấy, lúc quay phim thì đôi khi là thấy nó cố gắng làm đấy. Bây giờ anh dặn là riêng mày nhất là việc nặng mày không làm. Đi xe chỗ sóc mày đừng có đi. Vâng. Anh bảo mấy lần là cho Ngọc hoặc cho anh già trở ra cho anh, nhưng không cần để mày ra đâu. Thì nó vất vả ra. Vâng. Thì mỗi lần đi châm cứu hết nhiều. Hết 100 từ đấy. 100 rồi. Hơn 100. Mà châm cứu xong là có đỡ? Châm cứu xong là cũng đỡ một tí thôi anh ạ. Mình còn đi được hơn. Nhưng mà rất là dễ chịu hơn đúng không? Vâng, chịu đúng rồi. Rồi, thế thì lấy hàng đi xong là về đi. Vâng. Thế mà phải nhập viện rồi anh. Vâng. Để anh ngồi hỗ trợ nhé. Bật điện lên. Rất sáng. Kiểm tra đã xong là cho vào bao tải buộc chắc không? Anh sẽ đóng thùng xốp tiếp mình mới gửi được. Không cho vào bao tải sợ gửi trên đường nó vỡ nó bục đi. Cái này thì thật ra thì thời gian này nó nắng không nhiều, đúng ra là nó không được, nó vẫn hơi bị bốc một tí nữa. Bác Bình chắc bác sẽ có cách xử lý. Đối với anh em mình thì vỏ cây gạo thì thật ra nếu như mà không, các nhà thuốc mà không chia sẻ thì anh em mình cũng không biết đâu. Chỉ có như thế này thôi. Mình phơi xong mình đun củi thôi chứ cũng chả giải quyết được gì. Vâng, đúng rồi. Thế là cái tải bây giờ chọn đây, anh kiểm tra là qua là thấy cũng không ấy lắm. Vậy. Khô lắm rồi. Có là đấy, nó kêu cạc rồi. Cho vào bao tải. Thế này sáng nay cắt tiếp à? Lấy cái cắt cỏ cái cắt thôi. Xếp dòng hay xếp ngang? À, xếp nhanh như này thôi. Vâng. Vẫn vừa thôi đúng không? Vừa thôi. Cái này là 30 cân à? 25 cân, chắc khoảng 27 cân. Yếu thêm bác 2 cân à? Vâng. Bác làm dược liệu, bác là làm thuốc để cứu người mà. Vâng, đúng rồi. Mình phát tâm một tí có sao đâu. Vâng. Bác đã giúp đỡ mình một tí rồi.
tiếp gì đúng không? Đúng không? Anh em mình đặc biệt là phơi khô và không cho đất hay cho gì cả. Uy tín luôn. Cái này bác về là bác dùng máy để thái lát miếng nhỏ xong rồi cho bác rửa sạch, bác thái lát phơi khô xong bắt đầu bác mới đóng thành thuốc để bán cho bệnh nhân. Cái này còn kết hợp với rất nhiều thuốc nữa. Nên cái cháu tìm hiểu đấy thì là cây vỏ cây gạo hay vỏ cây gò gai nó có cái chất nhớt nhựa đấy thì nó rất là tốt cho cái bệnh xương khớp. Còn đối với vấn đề bị thoái hóa đốt sống lưng như xính bây giờ hiện tại đấy, các bác mà có cái địa chỉ nào tốt hơn mà uy tín ấy, thì có thể giới thiệu cho cháu Hiệp, hoặc là có loại thuốc nào có thể gửi trực tiếp lên cho cháu Hiệp để cháu Hiệp mang lên cho Xính Ngọc mọi người nhé, giúp các em một chút. Còn là những cái địa chỉ mà cháu Hiệp đã đi rồi thì anh em mình có tìm hiểu thì nó không phù hợp với bệnh của Xính, do vậy không dám giới thiệu cho các em, nên là rất mong là các bác không cả. Chú thích ăn đồ gì nhà anh bán thì anh biếu. Ngọc thích ăn miếng này. Có. Thế thì anh biếu một phần. Lo mình bị ung thư hay là những người bị mổ này, giải phẫu các thứ thì mua cái này về hòa với mật ong uống, hoặc là mình pha với nước cũng được. Bột tam thất rất là tác dụng rất là tốt. Còn đối với các em thì có cái sản phẩm sâm. Ngoài ra thì đây đang là đang đẩy những cái sản phẩm đó là củ cải. Củ cải bà con vùng cao thì rất nhiều nhưng mà người ta chỉ không biết tận dụng, lúc non người ta ăn rất ngon, thì lúc già người ta chỉ biết đặt mang rất không lợi luôn. Cho nên là cái tận dụng lúc non mà nó là còn là thực phẩm ngon, con người ta làm cũng là sát thành miếng nhỏ sau đó là phơi khô lên và đóng gói, mọi người mua về xào cho thịt ba chỉ nấu canh hoặc là hầm
đấy là canh xương, cho thêm thảo quả vào thì tuyệt vời luôn. Đấy, 1 cân 150 2 túi, cái này là 5 lạng. Còn mình mua 5 lạng thì vẫn được, nhưng mà mọi người chịu thiệt chịu được cháu nhiều bán được. Đấy là tất cả những sản phẩm. Thì chính ăn thì mang về. Còn anh điếu một cái miến nhé. Đây miến răng 100%, cam kết mọi người miến răng là chuẩn 100%, không nát mọi người nhé, nấu không bao giờ bị nát. Và đặc biệt là giá rất là rẻ, 90.000 thôi, mua 2 cân sẽ được miễn phí ship. Bây giờ anh em mình lại uống nước một tí đi xong này. Về xương thì lại mình hết giờ không làm, không là xương cứu được. Thì bây giờ nhận tiền rồi nhé. Bác mình yên tâm là anh em mình đã nhận hàng và gửi hàng cho bác rồi. Thì nói là cảm ơn cũng đúng, bởi vì có bác thì anh mình mới có cái công việc cho Xính để tạo ra cái thu nhập, các em có cái nguồn thu nhập thụ động. Thì trong tháng này thì các em cũng đã kiếm được 2,5 triệu bằng mồ hôi công sức của mình rồi. Đây là những số tiền tuy nhỏ so với mọi người thì nhỏ thôi, nhưng mà thì đối với sức khỏe cũng như là hai vợ chồng Xính thì bây giờ mà kiếm được từng số tiền cũng là lớn. Thì có khi vợ đi làm một tháng là còn chưa kiếm được nhiều bằng em ở nhà là. Vâng đúng rồi. Một tháng vợ nghỉ cũng phải chục bữa, một tháng vợ cũng được 2,5 triệu rồi. Vâng. Thì ít nhiều cũng nói, nhưng mà khi đã chuồng trại xong rồi thì em vẫn nói là cần phải có người làm, thì vợ ở nhà đi. Vâng. Cỏ là phun thuốc hết rồi. Đúng rồi. Ừ. Phun hết rồi. Phun hết xong là cày sới đi, xong là trồng đi, các thứ đi. Đúng rồi. Anh nói thật là những cái gì anh tư vấn thì chỉ có làm được thôi. Chứ không phải anh giỏi nói mà anh không làm được. Nếu như anh rơi vào tình trạng này, anh sẽ làm được. Vâng. Bởi vì đất có, đất đấy rất là tốt. Đúng rồi. Đấy, vốn các bác thấp rồi thì không có gì khó để anh em mình không phát triển. Vâng. Đấy. Bây giờ có điều gì chia sẻ với anh hay là với khán giả không? Xong là về đi, về còn đi châm cứu thì đi đi. Vâng. Em thì cày xong thì sẽ trồng củ cải nữa. Ừ. Trồng rất là nhiều rau cải các kiểu, trồng hết luôn. Củ cải, cái củ mình ăn hoặc mình làm củ cải khô như này. Đúng rồi. Cái lá mình có thể cho lợn. Ừ, đúng rồi. Hoặc lá mình ăn cũng được. Được mà, mình ăn cũng được. Thật ra khi mình nấu thì ngon thì nó thành thức ăn cho mình. Còn khi mình nấu vớ vẩn thì nó thành rau lợn. Vâng, đấy không? Đúng rồi. Củ cải rất là nhiều dinh dưỡng và tốt cho tim mạch, không đơn giản đâu. Vâng. Trồng củ cải trong gì nữa, tất cả những cái giống rau mà các bác cho trồng hết anh ạ. Trồng hết luôn, trồng cả thừa dưới hết luôn. Khoảng bao nhiêu lâu nữa là sẽ làm được để anh biết? Nói bây giờ, là bây giờ xịt thuốc thì chắc khoảng 3-4 ngày, nếu mà nó nám thì sẽ phá đi, phá đi, xong là phát xong bắt đầu đốt. Đốt xong là cày luôn. Vâng. Thế bây giờ là hôm nay là 19, mình cứ giao hẹn là bắt đầu tháng từ tháng 10 bắt đầu làm nhé. Vâng, ok. 10 ngày nữa. Vâng. Là làm được hay không? Được. Thật ra thì anh nói này, em nói trên video làm được, đến lúc anh đến quay mà không làm được, tức nghĩa là em đang thất hứa và em đang nói dối. Đang xịt thuốc rồi thì anh cứ yên tâm, xịt thuốc rồi thì vẫn sẽ là cố gắng làm được rồi. Anh thì không ép ai làm gì cả, nhưng mà mình nói mình phải làm được. Vâng. Điều đấy chứng minh cho các bác thấy rằng là gì? À, vợ chồng mình xứng đáng được giúp và vợ chồng mình rất là trân trọng những cái sự giúp đỡ đó. Vâng. Để mình vươn lên. Hiểu chưa? Vâng, đúng rồi. À, cam kết tự làm được nhé. Vâng, okay. Anh chỉ đến anh quay để câu like câu view xong anh quay để mà khoe với các bác thôi, chứ anh chẳng giúp được gì mày đâu. Vâng đúng rồi. Đúng không? Bây giờ là xong chuẩn chạy nữa thì em xịt thuốc hết rồi thì 3-4 ngày nó nắng thì phá hết rồi, cày làm thôi. Nói hay đấy nhưng mà được. Ok. Vâng. Nhá. Vâng. Thôi về đi. Đi còn châm cứu không đi lại muộn rồi, hết giờ làm rồi lại không làm cho mất cả buổi sau. Vâng. Vâng. Đây, lấy cái mic về cho. Rồi, hẹn gặp lại quý khán giả và mọi người trong những thước phim tiếp theo. Mọi người nhớ chia sẻ video, và nếu như có nhu cầu về tất cả các sản phẩm cháu Hiểu đang bán thì cứ liên hệ mật ong rừng, mật ong khoái, măng khô, hoa đu đủ khô, củ cải khô, miến rong, nấm hương, mộc nhĩ, rồi là bột tam thất, nụ tam thất, củ tam thất, trà giá cổ lam, cỏ ngọt, thuốc đại tràng, thuốc ngâm rượu, một người khỏe, nhiều người vui. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo. Xin cảm ơn.